Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình huyện Núi Thành phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Núi Thành tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2021. Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Quang tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Trong chương trình có phóng sự, huyện Núi Thành 20 năm triển khai thực hiện nghị định số 78 của chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến dự có đồng chí Lê Hồng Lam, giám đốc chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Văn Mau, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Ngô Đức An Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã thị trấn, lãnh đạo các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội của các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Nam. 20 năm qua, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện núi Thành triển khai thực hiện nghị định số 78 NDCP của chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện, thực hiện 13 chương trình cho vay, tăng 11 chương trình so với năm 2003. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Tổng dư nợ đạt hơn 508 tỷ 200 triệu đồng với hơn 70.500 lượt hộ vay, tăng hơn 504 tỷ đồng so với năm 2003. Hiện nay, với 12.610 hộ có dư nợ. Danh số cho vay 20 năm 1 tỷ 389 triệu đồng, danh số thu nợ 20 năm 898 tỷ đồng. Hội nghị khen thưởng cho 14 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện nghị định số 78/NĐCP của chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Núi Thành vừa tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2021 Đến dự có bà Võ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam, ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện Núi Thành, lãnh đạo, chủ tịch, phó chủ tịch hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn và các tập thể cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện tiêu biểu. Buổi lễ đã tôn vinh 4 tập thể có thành tích cao trong công tác tổ chức tuyên truyền vận động vượt chỉ tiêu đơn vị máu trên giao. Bốn gia đình và 62 cá nhân có số lần tham gia hiến máu tình nguyện từ 10 đến 14 lần. Qua buổi lễ, nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân tham gia tốt hiến máu tình nguyện để cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ vừa tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình chuyển đổi đất trồng lúa thiếu nước sang canh tác vần. Mô hình triển khai thực hiện ở thôn Hòa An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, trên diện tích 5 ha, thời gian thực hiện vụ hè thu năm 2022. Giống triển khai thực hiện mô hình là mè đen với 5 ký giống trên 1 ha, kỹ thuật chăm sóc, tỉa thưa và dặm, giúp cây phát triển đồng đều, khỏe, phân cành mạnh, phát triển tốt. Kết quả triển khai thực hiện mô hình cho năng suất 10 tạ trên hecta bán với giá 40.000 đồng trên ký, doanh thu 40 triệu đồng trên hecta trừ các khoản chi phí đầu tư, mỗi hecta sản xuất vừng trên diện tích đất trồng lúa thiếu nước cho lại rồng hơn 15 triệu đồng, cao hơn sản xuất lúa 7 triệu đồng trên hecta. Từ hiệu quả triển khai thực hiện mô hình, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ phối hợp với huyện Núi Thành và xã Tam Giang nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương khác trên địa bàn xã Tam Giang và huyện Núi Thành. Ủy ban dân huyện Núi Thành vừa triển khai kế hoạch chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, huyện Núi Thành có tổng cộng 1.204 thí sinh đăng ký dự thi ở 3 điểm thi. Điểm thi số 40 tại trường trung học phổ thông Núi Thành, thị trấn Núi Thành có 21 phòng thi với 460 thí sinh. Điểm thi số 41 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, xã Tam Hiệp có 19 phòng thi, 420 thí sinh. Điểm thi số 42 tại trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, xã Tam Anh Bắc có 15 phòng thi, 324 thí sinh. Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành giao nhiệm vụ cụ thể cho phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông ngành Công an, Quân sự, Y tế, Điện lực, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ngành đoàn thể liên quan thực hiện tốt tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7 đảm bảo an toàn nghiêm túc khách quan công tâm đúng quy chế chất lượng học tập của học sinh chất lượng giảng dạy của các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện núi Thành. Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925 21 tháng 6 năm 2022 trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh truyền hình huyện núi thành tổ chức gặp mặt kỷ niệm và giao hữu bóng đá với đơn vị điện lực núi thành Buổi gặp mặt đã ôn lại truyền thống vẻ vang 97 năm qua của báo chí cách mạng Việt Nam ở cấp huyện. Dẫu chưa là cơ quan báo chí, nhưng Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh truyền hình huyện Núi Thành hoạt động với chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan báo chí thực thụ. Ngoài chương trình phát thanh trên sóng huyện, trung tâm còn thực hiện thường xuyên trang địa phương núi Thành phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam trên báo Quảng Nam. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Tích cực tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Dịp này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh truyền hình huyện Núi Thành tổ chức giải giao hữu bóng đá với đơn vị Điện lực Núi Thành ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị. Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Quang huyện Núi Thành vừa tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập ngày 7 tháng 6 năm 2012, ngày 7 tháng 6 năm 2022. Tam Quang là xã trọng điểm nghề cá của huyện Núi Thành. Ngày 7 tháng 6 năm 2012, Liên đoàn Lao động tỉnh công bố quyết định số 154 thành lập nghiệp đoàn nghề cá Tam Quang với 187 đoàn viên. Qua 10 năm hoạt động tích cực, Đến nay, nghiệp đoàn nghề cá của xã có 340 đoàn viên tích cực tham gia phương khơi bám biển, vừa đánh bắt hải sản, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Thiên Liên của Tổ quốc. Nghiệp đoàn nghề cá của xã luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên tham gia đánh bắt trên biển, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, không may gặp tai nạn trên biển với số tiền 350 triệu đồng. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng giấy khen cho nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Quan, tặng 1.000 lá cờ tổ quốc và 500 ảnh bác cho ngư dân Tam Quan. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 516 và các doanh nghiệp tặng quà cho ngư dân nhân kỷ niệm 10 năm thành lập nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Quan. Hội nông dân thị trấn Núi Thành tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm chi hội nông dân tự quản cây mương nội đồng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại chi hội nông dân khối phố năm Mô hình thu hút 100 hội viên nông dân tham gia. Tại buổi ra mắt đã thông qua quyết định thành lập ban quản lý, quy chế hoạt động và trao bản cam kết thực hiện cho các thành viên. Đây là mô hình điểm nhằm tuyên truyền vận động hội viên nông dân và nhân dân nâng cao ý thức tự giác, thói quen bảo vệ môi trường, đảm bảo năng lực tưới tiêu, phục vụ sản xuất, dân sinh. Xây dựng môi trường thông thoáng, xanh, sạch, đẹp để phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tài lệ ra mắt, Hội nông dân thị trấn Núi Thành đã trao tặng công cụ hỗ trợ gồm xe rùa, cuốc, sản, rửa và 1 triệu đồng tiền mặt cho chi hội và ra quân nạo vét hơn 300 mét tuyến canh mương nội đồng, khơi thông cống rảnh, phát quang cây cối, cỏ dại, thu gom rác thải tại khối phố 5 thị trấn Núi Thành. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Núi Thành vừa khai mạc lớp năng khiếu bóng truyền hè năm 2022. Có hơn 30 em học viên đến từ các xã, thị trấn của huyện tham gia học lớp năng khiếu bóng truyền hè năm 2022, được truyền đạt kỹ năng tham gia thi đấu môn bóng truyền và phương pháp rèn luyện sức khỏe của vận động viên. Qua tổ chức lớp học để đào tạo năng khiếu bóng truyền cho các em để góp phần vào phát triển phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện Núi Thành, đồng thời tạo môi trường lành mạnh để các em rèn luyện thân thể, vui chơi trong dịp hè năm 2022. Huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần để huyện thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Núi Thành. Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 78, NDCP của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, 20 năm qua, huyện Núi Thành áp dụng phương thức cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội, hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn cho vay. Nhiều người được vay vốn vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có ngày cầm tay chắc lượng tín dụng ngày một tốt hơn, chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng được miền vọng của nhân dân đặc biệt là các tầng đồng dân cư có thu nhập thấp khó khăn không đủ điều kiện tiếp cận vốn vay ở các ngân hàng thương mại vốn các chương trình tiến dụng tập trung cho hộ vay sử dụng chăn nuôi trồng trọt đánh bắt và nuôi trồng thủy sản kinh doanh buôn bán nhiều hộ làm ăn có hiệu quả vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng góp phần vào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh mình làm trang trại ở đây cũng nhờ chính quyền địa phương quan tâm À, giới thiệu uh, cho mình vay uh, ở uh, ngân hàng uh, chính sách của quyện núi thành được chín uh, mươi triệu về mình uh, làm giường uh, tiêm uh, trang trại và uh, mở rộng mô hình ra để làm ăn qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo nghị định số 78/2002 của chính phủ trên địa bàn huyện núi Thành đã đạt được kết quả rất khả quan, góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 1,61%. 20 năm qua, huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt Nghị định số 78 NDCP của Chính phủ về tiến dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã góp phần vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội huyện nhà, xây dựng huyện Núi Thành đạt chuẩn đô thị loại 4. 15 xã của huyện đều đã đạt chuẩn nông thôn mới. À, qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ thì phải nói rằng là huyện Núi Thành các cấp quỹ đảng, chính quyền, mặt trận các đoàn thể của huyện luôn luôn lúc nào cũng quan tâm đến vấn đề cái chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các cái chính sách xã hội khác đã huy động và hỗ trợ các cái trang thiết bị các địa điểm các cái nguồn vốn ủy thác để cho ngân hàng chính sách xã hội Việt tập trung để làm tốt cái chính sách đối với hộ nghèo và cái chính sách xã hội khác Phát huy những kết quả đạt được trong 20 năm qua, huyện Núi Thành đề ra các nhiệm vụ đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn đến năm 2030 với mục tiêu 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện vay vốn và được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện Núi Thành phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt